Chương 18 La Mã Phẩm 40 Kệ 261 La Mã Maha Kassaba Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyển Pháp Luân và ở tại Rasagaha, Vương Xá. Khi ấy tại làng Bà La Môn, Mahatitha ở Rasagaha, Ngài ra đời tên Pipalimanava, con bà vợ chính của Bà La Môn, Kapila. Pipali Manava không chịu lập gia đình, xin ở nhà để hầu hạ cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết, sẽ xuất gia. Để làm cho bà mẹ bằng lòng, ngài cho làm tượng một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ và đeo đồng trang sức. Và nói với bà mẹ rằng nếu bà tìm cho được một thiếu nữ như vậy, ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các người bà la môn đem theo tượng ấy và tìm cho được một thiếu nữ giống như vậy. Họ đến Sagala đặt tượng trên bờ sông và ngồi xuống xa bức tượng. Người phú của Bát Đa sau khi tắm cho Bát Đa lại xuống sông tắm cho mình. Thấy bức tượng tưởng là Bát Đa và nói Bát Đa sao lại thiếu giáo dục như vậy. Đánh nàng nơi má và biết được đó không phải là Bát Đa mà chỉ là một bức tượng bằng vàng. Các bà la môn được đưa về nhà, được thấy Bát Đa, nhận Bát Đa giống như bức tượng và đưa tin về Kapila nhưng cả hai Pipali Manapha và Bada đều không muốn lập gia đình, nên cả hai viết thư cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, đánh tráo hai bức thư khác và do vậy đám cưới được hư hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau với một giấy hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với nhau, sau thấy bất tiện nên tự giải nhau. Bipali Manapa đi phía mặt, Bada đi phía đường bên phía trái. Trước giới đức như vậy, quả đất trung động và Thế Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nalanda đến Rajagaha. Gặp Thế Tôn, Maha đảnh lễ Thế Tôn. Tôn Thế Tôn là bậc thầy, tự nhận mình làm đệ tử. Cả hai về lại Magadha và Maha Kassapa tu tập 13 hạnh đầu đà. Đến ngày thứ 8, Ngài chứng quả A-la-hán, bậc đạo sư tuyên dương Ngài là đầu đà thứ nhất và Ngài nói lên kinh nghiệm của mình để giáo huấn các vị tỷ kheo. Một La Mã Thấy các tỷ kheo ưa sống với quần chúng và hay đến các nhà cư sĩ, Ngài nói. 1052 Chớ du hành đi đầu, do quần chúng tôn xưng tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng, quân chúng tụ là khổ, thấy vậy tránh quần chúng. Một không trăm năm mươi ba, bậc ẩn sĩ không đi, đi đến các gia đình, tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng, ai hăng say tham vị, bỏ đích đem an lạc. Một không trăm năm mươi bốn, đảnh lễ cúng dường này, xuất phát từ gia đình, nên biết họ thực sự là đám bùn xa lầy như mũi tên tế nhị rất khó rút ra khỏi kẻ xấu rất khó lòng từ bỏ sự cung kính hai la mã một lời khuyên các tỷ kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết 1055 Từ trú xứ bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn một không trăm năm mươi sáu với bàn tay lở loét nó bỏ vào một muỗng khi bỏ vào muỗng ấy ngón tay rơi rời vào một không trăm năm mươi bảy dựa vào một chân tường ta ăn miếng ăn ấy đang ăn và ăn xong ta không cảm ghê tởm một không trăm năm mươi tám miếng ăn đứng nhận được xem như thuốc tiêu hôi chỗ nằm dưới gốc cây và y từ đống rác ai thọ dụng chúng được được gọi người bốn phương ba la mã vậy sao khi được hỏi sao ngài già như vậy lại có thể hàng ngày leo lên đồi núi ngài trả lời một không trăm năm mươi chín khi họ leo núi đá một số bị mạng chung thừa tự bật giác ngộ tỉnh giác và chánh niệm dựa trên sức thần lực các xa ba leo núi 1060 Đi khất thực trở về, ca diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đoạn sợ hãi kinh hoàng. 1061 Đi khất thực trở về, ca diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đã đốt cháy thanh lương. 1062 Đi khất thực trở về, ca diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, xong việc không lậu hoặc. Bốn La Mã Sau khi được hỏi thêm vì sao khi lớn tuổi Ngài vẫn ở trên núi rừng, Trúc Lâm hay các tinh xá không làm cho Ngài thích ý chăng? Ngài trả lời 1063 Khu đất thật khả ái, với những vòng tràn hoa, hoa tên careri, trải rộng ra cùng khắp với voi rú khả ý, đồi núi ấy ta thích. 1064 Những hồ nước trong mát, tuyệt đẹp, màu mây xanh, che kín bởi loài bọ, tên kẻ chăn Inda, những ngọn núi đá ấy, làm tâm ta thích thú. 1065 Giống đồi mây xanh biếc, ví tháp đẹp lâu dài, với phượng hú khả ý, đồi núi ấy ta thích. 1066 Đất bằng thật khả ái, được mưa ướt thấm nhuận, đồi núi được ẩn sĩ, làm thành nơi trú xứ, vang lên tiếng chim công, đồi núi ấy ta thích. 1067 Vừa đủ ta chánh niệm, hăng hái muốn tu thiền, vừa đủ ta tỉ kheo, hăng hái muốn phước lợi một sáu mươi tám vừa đủ ta tỉ kheo hăng hái muốn an lạc vừa đủ ta tỉ kheo hăng hái tu du già một nghìn không trăm sáu mươi chín đầy hoa cây gai như trời phủ làng mây đầy mọi loài chim chóc đồi núi ấy ta thích một không trăm bảy mươi không đông chúng gia chủ chỗ trú xứ đoàn thú đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. 1071 Dưới tảng đá băng đá, có nước suối trong chảy, có khỉ và có nai, lai vãng sống gần bên, có cây bao trùm nước, đồi núi ấy ta thích. 1072 Người vậy không ưa thích cả năm loại nhạc khí, khi đã được nhất tâm, chân chánh thiện quán pháp năm La Mã. Khi khuyên bảo các tỷ kheo thích thú các tục sự và tham gia các vật cúng dường cần thiết cho sự sống, Ngài nói. 1073 Chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người siêng tham đắm vị, bỏ đích đem an lạc. 1074 Chớ làm nhiều công việc, tránh việc không lợi này, thân cực nhọc mệt mỏi người khổ không an chỉ. Sáu la mã. Các câu kệ sau được nói lên để khuyên bảo trong một vài trường hợp. 1075. Chỉ lắp bắp cái môi, không thấy được tự ngã, cổ cứng đờ nó đi, nó nghĩ ta tốt hơn. 1076. Không hơn nghĩ tốt hơn, kẻ ngu nghĩ tự ngã bậc trí không tán tháng, người có trí cứng đờ. 1077 Ta tốt hơn hay là ta không được tốt hơn, hay ta là dở hơn, ta cũng tốt như vậy, ai không có dao động trong các loại mạng này. 1078 Có tuệ nói như thật, khéo định tĩnh trong giới, đạt được tâm an chỉ, người ấy kẻ trí khen. 1079 Ai giữa đồng phạm hạnh, không được có kính trọng, vì ấy xa diệu pháp, như đất xa bầu trời. 1080 Những ai có tạm quý, thường chân chánh an trú, phạm hạnh được tăng trưởng, họ đoạn được tái sanh. 1081 Tỷ kheo cống cao động, dầu đắp y đóng trác, như con khỉ đội lốt với da con sư tử. Người vậy không có thể, chói sáng nhờ y ấy. 1082 Không cống cao không động, thận trọng trăng chế ngự, chói sáng với tấm y, được lượm từ đống rác chẳng khác con sư tử, trong hang động núi rừng. Bảy La Mã khi thấy chư Phạm Thiên đảnh lễ Ngài Sariputta và thấy trưởng lão Kapina mỉm cười, Ngài nói. 1083 Rất nhiều chư thiên này, có thần thông lừng danh, có 10.000 chư thiên, tất cả phạm hành chúng thiên. 1084 Đứng đảnh lễ chắp tay, đối Ngài xá lợi Phất, vị tướng quân chánh Pháp, sáng suốt đại thiền định đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc tối thượng. 1085 Dựa vào gì thiền tu, chúng tôi không thắng trí. 1086 Kỳ diệu thay chư Phật, hành xứ ngài thâm sâu, chúng con không nghĩ được, dầu chúng con hội đủ, tài nghệ người bắn cung, có thể chẻ sợi tóc. 1087 khi thấy xá lợi phất xứng đáng được đảnh lễ được phạm thiên chúng ấy đảnh lễ kính như vậy tôn giả capina liền mỉm cười vui vẻ tám la mã trưởng lão kasaba trống lên tiếng trống sư tử của mình một nghìn không trăm tám mươi tám trong đám ruộng đệ tử những vị theo đức phật ngoại trừ bậc tối tôn đại ẩn sĩ mâu ni ta ưu việt đầu đà, không ai bằng ta được. 1089 Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. 1090 Không nhiễm dính y phục, chỗ nằm và đồ ăn, không thể trắc lường được, là con bậc Gotama, như hoa sen trong sạch, không thể dính nước vào, ý thiên về xuất ly, thoát ly cả ba giới. 1091 Với bậc đại ẩn sĩ, cổ dựng trên niệm xứ, tay dựa trên đức tin, với đầu là trí tuệ, bậc đại trí luôn luôn, hành trì thật thanh lương.